Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, mới đây, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và thông tin đối ngoại tỉnh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35-57 tỉnh, đã tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35-57 tỉnh Phạm Hùng Thái chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2024, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14, Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chủ động nắm bắt, phối hợp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, định hướng dư luận khi có vụ việc phát sinh. Ban chỉ đạo 35-57 tỉnh và Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương, các lực lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thường xuyên được rà soát kiện toàn, đảm bảo duy trì hoạt động, hiệu quả hoạt động. Công tác lan tỏa thông tin tích cực, công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý, gỡ bỏ thông tin xấu độc được các địa phương, cơ quan chức năng tập trung thực hiện, có tác dụng tích cực trong việc giữ vững an ninh tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả các hình thức tuyên truyền lan tỏa trên Internet, mạng xã hội được phát huy. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 35-57 tỉnh đã chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nổi bật cũng như những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, đồng thời thảo luận thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024 của Ban chỉ đạo. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35-57 tỉnh Phạm Hùng Thái ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng làm công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2024, cấp ủy địa phương, cơ quan đơn vị cần quan tâm nâng cao chất lượng và tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyết liệt, mềm dẻo trong giải quyết các vụ việc phát sinh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35-57 tỉnh lưu ý, trong thời gian tới sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Do đó cần tăng cường công tác định hướng thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước và của tỉnh nhà sau gần 50 năm giải phóng, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan báo chí và mạng xã hội trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phủ xanh thông tin tích cực để pha loãng các thông tin xấu độc, xuyên tạc các thế lực thù địch với phương châm lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 76 chi đảng bộ cơ sở, 5 đảng bộ bộ phận với tổng số hơn 4.280 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy khối đã bám sát chương trình kế hoạch công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, sản xuất, kinh doanh của cơ quan đơn vị, kịp thời triển khai, phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung theo chương trình công tác của ngành, lĩnh vực, đảm bảo theo tiến độ đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ. Cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các đoàn thể đã tổ chức được hơn 700 hoạt động văn hóa thể dục thể thao, hoạt động an sinh xã hội, giao lưu với các đơn vị lực lượng chủ trang trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị các phần việc hơn 4,8 tỷ đồng. Qua các hoạt động phong trào, cán bộ đảng viên quần chúng phấn khởi an tâm công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp.
Đảng ủy đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh trật tự và công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2024, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đơn vị có trụ sở trú đóng. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, gương mẫu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, kiên quyết xử lý những hành vi tham nhũng, góp phần xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật của đảng. Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng, tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của đảng. Cấp ủy cơ sở tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai quán triệt học tập chuyên đề năm 2024, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí đến đảng viên và quần chúng. Tại Đảng bộ Sở Tư pháp, năm 2024 tiếp tục vận động cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị duy trì thực hiện mô hình quỹ tiết kiệm với việc đóng góp mỗi người từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng mỗi ngày nhằm xây dựng nhà tình thương ngành tư pháp, nhà đại đoàn kết tặng cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình đã tạo được sự lan tỏa và đồng tình hưởng ứng tích cực của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị. Nhiều người đã đóng góp nhiều hơn mức quy định. Qua đánh giá cái kết quả thực hiện cái mô hình quỹ tiết kiệm thì cho thấy là mặc dù là như tôi nói ở trên là mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đóng góp số tiền thì nó không lớn, nhưng mà với cái phương châm là đông tây bỏ nên kêu thì nguồn quỹ đóng góp đã hỗ trợ giúp đỡ thiết thực cho công chức, viên chức trong ngành tư pháp cũng như các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thì đây cũng là cái việc làm thiết thực của toàn thể đảng viên, quần chúng, Đảng bộ Sở Tư pháp trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy khối chọn 7 chi bộ làm điểm chỉ đạo trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tài liệu của Trung ương, của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Cán bộ đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện năm 2024 sát với chức trách nhiệm vụ được giao, đề ra việc làm cụ thể theo kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2024. Công tác tuyên truyền giáo dục học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách pháp luật của đảng, nhà nước được thực hiện nghiêm túc, trong đó đã mở 3 trên 10 lớp theo kế hoạch năm 2024 đề ra, với hơn 300 học viên tham gia học tập. Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, công tác đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội được tăng cường. Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ đảng viên quần chúng trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên. Giới thiệu 2 tập thể, 1 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng năm 2024. Trong đó có giới thiệu 1 tập thể đề nghị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tặng giấy khen cho 9 tập thể và 23 cá nhân năm 2024. Công tác kết nạp đảng viên cũng được cấp ủy cơ sở quan tâm. Trong 6 tháng, toàn đảng bộ kết nạp được 82 đảng viên, đạt tỷ lệ 63,07% so với nghị quyết năm đề ra. Tại Đảng bộ cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, xác định công tác phát triển đảng viên nhằm đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức đảng. Thời gian qua, đơn vị đặc biệt chú trọng tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Nhờ đó, số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ. Thì trong 6 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã kết nạp được 2 đảng viên. Và chúng tôi cũng đang trong quá trình tra cứu và hoàn thiện thêm 2 hồ sơ nữa, thì tới đây thì Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ kết nạp thêm 2 đảng viên nữa. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện đề án số 03 ngày 19 tháng 9 năm 2021 của tỉnh ủy về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi đảng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ có 2 đảng viên bị xóa tên cho ra khỏi đảng, có 5 đảng viên vi phạm bị kỷ luật, tăng 1 so với cùng kỳ. Tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2024, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên các mặt công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết trong 6 tháng còn lại của năm 2024. Trên tinh thần là đoàn kết thống nhất, tập thể của cấp ủy các cấp, lãnh đạo các đơn vị, nhất là cán bộ đảng viên, công chức, người lao động trong khối. Thì tôi rất mong là mỗi tổ chức đảng, mỗi đồng chí cán bộ đảng viên với vai trò trách nhiệm của mình phát huy kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2024 và tập trung phấn đấu cao nhất để chúng ta hoàn thành thắng lợi cái nghị quyết của năm 2024. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.